nay chúng ta sẽ đọc bài thơ Bàn Tay Cô Giáo, tác giả Nguyễn Trọng Hoàn. Một tờ giấy trắng có góc cong cong, tất cả đã xong trước thiền xinh quá. Một tờ giấy đỏ mềm mại tay cô, mặt trời đã vô nhiều tia nắng tỏ. Thêm tờ xanh nữa cô cắt rất nhanh, mặt nước dập dình con thuyền sóng lượn như phép màu nhiệm hiện trước mắt em. Biển biếc bình minh thì rào sóng vỗ, biết bao điều lạ từ bàn tay cô. Các bạn đã thuộc chưa? Chúng mình cùng đọc lại lần nữa nhé. Một tờ giấy trắng cổ gốc cong cong, tất cả đã xong chiếc thuyền xinh quá. Một tờ giấy đỏ mềm mại tay cô, mặt trời đã vô nhiều tiếng nắng tỏ. Thêm tờ xanh nữa cô cắt rất nhanh, mặt nước dập dềnh anh thuyền sóng lượn như phép màu nhiệm hiện trước mắt em. Biển biếc bình minh ghi rào sóng vỗ, biết bao điều lạ từ bàn tay cô. Lớn lên các bạn có muốn làm nhà giáo không? Chúng mình cùng vẽ thế hệ sinh tươi nhé. Các bạn có thích, các bạn lớn lên có thích làm nhà giáo không? Chúng mình cùng vẽ thế hệ sinh tươi nhé. Hẹn lại các bạn trong tư vẽ thơ nhé. Bye bye.